Cứ mỗi dịp 20 tháng 10 hay mùng 8 tháng 3, doanh số của các cửa hàng kinh doanh hoa, trang sức, mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp lại tăng. Kèm theo đó, số lượng content về chủ đề phụ nữ cũng tăng theo. Từ khi thành lập đến nay, Spider Room đã chứng kiến không biết bao nhiêu quan điểm được chia sẻ. Hợp lý có, dễ nghe có, nhưng mà bất hợp lý và cực đoan thì cũng có. Năm nay cũng chẳng phải là một ngoại lệ. Hai tháng trước, Spider Room đã chứng kiến sự đâm chồi nảy lộc của một loạt bài viết mới về Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đặc biệt hơn cả là lần này, một cuộc tranh luận rất logic, văn minh, đáng học hỏi đã xảy ra. Và hơi ba phải một tí, nhưng mà thú thật là Spider Room thấy cả hai bên đều có lý. Vì vậy chúng mình muốn chia sẻ nó với các bạn, với tâm thế duy nhất là để lan tỏa văn hóa tranh luận lành mạnh qua một cặp bài quan điểm phản biện. Như đã hứa trong video trước, Spider Room đã trở lại với bài viết phản biện "Xin đừng chúc phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung nữa". Một lưu ý nhỏ trước khi chúng ta bắt đầu, do đây là một chủ đề khá nhạy cảm, dễ khiến những người tham gia tranh luận bị cảm xúc cuốn theo, nên các bạn hãy cố gắng đưa quan điểm một cách đầy đủ và lịch sự nhất có thể. Mọi bình luận có yếu tố kỳ thị, gây kích động, tạo thù hằn sẽ bị Spider Room xóa ngay lập tức. Những comment cực đoan quá thì cũng sẽ bị ban khỏi kênh. Và không tốn thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào việc thôi nào. Bạn Kerango, tác giả của bài viết "Xin đừng chúc phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung nữa", cho rằng chuẩn mực về sắc đẹp mà xã hội đặt ra có tác động tiêu cực tới phụ nữ, đồng thời đưa ra hai lập luận để cho thấy hệ quả của điều đó. Thứ nhất, chuẩn mực gây ảnh hưởng sức khỏe tới phụ nữ. Và thứ hai, nó khiến phụ nữ luôn thường trực nguy cơ bị kỳ thị và miệt thị. Ngoại trừ những dẫn chứng từ những nghiên cứu ở phần cuối bài ra, mình không hoàn toàn đồng tình với những gì mà bạn viết. Chuẩn mực sắc đẹp gây ảnh hưởng tới sức khỏe phụ nữ. Về điều đầu tiên, tác giả của bài viết đã đề cập đến việc giảm cân để trở nên đẹp hơn, để chạy theo tiêu chuẩn của người khác mà ngất đi ở bên cạnh bếp. Đọc đoạn này xong, mình thấy bạn ấy đáng trách nhiều hơn là đáng thương. Chúng ta cần hiểu rằng, mỗi cơ thể, ở từng thời điểm nhất định, đều có giới hạn riêng của nó. Cải thiện bất kỳ điều gì cũng cần sự từ tốn, kiên nhẫn và phải làm đúng thì mới thấy được kết quả tốt. Ngay cả một người tập gym và chơi thể thao liên tục gần chục năm như mình còn không thể tải nổi cường độ tập 2 lần một ngày mà nạp có xíu xíu calo như vậy. Mình mà sinh hoạt như bạn, chắc là mình cũng ngất. Tình huống ngất đi ấy không phải do bạn cố chạy theo tiêu chuẩn của người khác mà là bạn đang cố gắng chạy quá nhanh, chạy sai cách với một cơ thể chưa sẵn sàng. Đổ lỗi cho nạn nhân. Mình không phủ nhận việc tiêu chuẩn sắc đẹp mà xã hội đặt ra đôi khi hơi nặng nề và thậm chí là vô lý đối với phụ nữ. Ví dụ như là đòi hỏi mình hạc xương mai ở những ai bẩm sinh có xương to chẳng hạn. Nhận định trên chỉ đơn giản là đặt ra quan điểm, ta nên nhìn mọi thứ từ hai phía. Ví dụ, bạn cầm tiền và trang sức đi khoe mẽ khi đi qua khu thiếu an ninh rồi bị cướp giật. Lúc ấy, bạn chẳng thể nào đổ lỗi hoàn toàn cho xã hội xấu xa được, đúng không? Đối với bản thân tác giả, chuẩn mực về vẻ đẹp cũng có thể hơi quá đáng. Thế nhưng chính bạn ấy cũng đã hà khắc với bản thân của mình. Chuẩn mực sắc đẹp khiến phụ nữ luôn thường trực trước nguy cơ bị kỳ thị và miệt thị. Trước khi khẳng định điều thứ hai, bạn tác giả có nói về hình ảnh người phụ nữ được đại diện bởi những người xinh đẹp và cho rằng những ai không được như vậy đều đứng trước nguy cơ bị kỳ thị. Bạn cho rằng, sự hiện diện của phụ nữ trong các ngành nghề thống trị bởi nam giới thường bị áp đảo mạnh mẽ bởi hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp và thành công trong vai trò người mẫu, ca sĩ hay là diễn viên điện ảnh. Việc đưa ra lập luận này không những là không có chút giá trị nào hỗ trợ cho bài viết, mà nó còn cho thấy rằng bạn ấy có góc nhìn hơi tiêu cực về giới còn lại, thậm chí là có phần muốn cao bằng ở đây. Mình chẳng hiểu ngành nghề thống trị bởi nam giới là ngành gì. Giả sử đó là truyền hình truyền thông, nơi chúng ta vẫn thường thấy tập hợp người mẫu, ca sĩ và diễn viên điện ảnh thường xuyên xuất hiện. Lời khẳng định hình ảnh của những người xinh đẹp và thành công ở những lĩnh vực này áp đảo sự hiện diện của phụ nữ nói chung là cái nhìn quá phiến diện. Bạn nên xem nhiều kênh hơn và nhiều chương trình hơn nữa. Lại tiếp tục giả sử nhận định của bạn ấy là đúng. Tại sao lại không nhỉ? Lẽ thường thấy khi bất kỳ điều gì tạm tới chuẩn mực là chúng đều thu hút sự chú ý, không chỉ riêng sắc đẹp. Ca sĩ, diễn viên và người mẫu xuất hiện ở trên truyền hình sở hữu thứ tiệm cận mức chuẩn ấy, đồng thời họ cũng có tài năng. Hiển nhiên, họ sẽ được trao nhiều cơ hội xuất hiện hơn. Giữa một người như vậy và một người tài năng ngang bằng nhưng mà sắc đẹp thì không bằng, thì với mục tiêu tối ưu lượng xem, một đạo diễn chương trình như bạn sẽ chọn ai? Đó là chưa kể, nhan sắc cũng phải cố gắng chăm sóc mỗi ngày như kỹ năng. Chẳng có mấy ai sinh ra đã đứng luôn ở vạch đích ở hai khía cạnh cả. Xã hội đề cao cái đẹp. Đúng, nhưng như vậy không đồng nghĩa với cả việc
bất kỳ người phụ nữ nào lệch tiêu chuẩn đều được coi là thấp kém như cách mà tác giả đã nói. Da nâu thậm chí là được coi là tiêu chuẩn ở một vài nơi. Mái tóc không vào nếp có khi còn quyến rũ hơn nhiều nếu bạn ngắm nhìn người yêu vào buổi sáng. Những điều đó đủ để cho thấy rằng lệch chuẩn vẫn có thể đẹp, vẫn cao sang. Một cơ thể chỉ thấp kém khi nó lệch chuẩn quá xa mà thôi. Ví dụ như béo phì chẳng hạn, đặc điểm gần như tiêu cực trên trục sắc đẹp. Một cơ thể khó khăn trong việc sinh hoạt, chứa đầy nguy cơ về bệnh tật, thì đẹp và cao sang ở đâu? Với mình, bạn ăn uống không điều độ, thích gì thì ăn nấy, để dẫn tới thừa cân nghiêm trọng thì phải chấp nhận sự trêu ghẹo, phân biệt hay là kỳ thị. Bạn không tự tôn trọng bản thân thì cũng không có quyền yêu cầu người khác tôn trọng bạn. Béo phì khác với việc hơi thừa cân một chút nhé. Một người hơi thừa cân có thể vẫn cứ đẹp ở trong mắt nhiều người. Vấn đề chỉ xoay quanh khoảng cách so với cả tiêu chuẩn. Mình muốn đề cập tới tất cả những trường hợp ngoại lệ, cơ thể họ đặc biệt, ví dụ như là ăn cùng lượng thức ăn như nhau nhưng lại béo hơn nhiều so với những người khác chẳng hạn. Bạn thiệt thòi hơn, vậy nên bạn phải cố gắng hơn để có thể đứng ngang hàng với cả mọi người. Cuộc sống thì vốn bất công và bạn cũng nên biết rằng xã hội cũng bất công như vậy. Không ai quan tâm bạn cố gắng tới mức nào đâu, họ chỉ nhìn vào kết quả mà thôi. Luật chơi thì đã có, lựa chọn cách chơi ra sao, ăn ít tập nhiều hay là ăn nhiều tập ít, đấy là do bạn. Đôi khi phụ nữ cũng chịu cảnh từ trêu ghẹo tới miệt thị, mặc dù ngoại hình không quá xấu xí. Lúc này thì họ chẳng có lỗi gì cả, đối tượng hứng chịu chỉ trích nên là những người không biết phép lịch sự và tế nhị. Có lẽ đây là trường hợp hiếm hoi mà chúng ta nên ủng hộ body positivity. Phụ nữ không có trách nhiệm phải đẹp, nhưng chuẩn mực xã hội về vẻ đẹp là áp lực lên phụ nữ, nhưng cũng có thể coi đó là động lực phấn đấu nếu nhìn theo hướng tích cực một chút, tất nhiên là chỉ xét theo những chuẩn mực hợp lý. Phụ nữ không có trách nhiệm phải đẹp, song phụ nữ hay là kể cả đàn ông đều có trách nhiệm phải trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, và điều đó bao gồm trở nên đẹp hơn. Mình thích ngắm phụ nữ đẹp lắm, cơ mà ngắm phụ nữ sau một khoảng thời gian không gặp và thấy họ đẹp hơn thì còn mê mẩn hơn nhiều. Có lẽ khi ấy mình nhìn thấy được cả vẻ đẹp của sự cố gắng. Xin khẳng định lại một lần nữa là phụ nữ không có trách nhiệm phải đẹp, nhưng mà phụ nữ nên trở nên đẹp hơn. Life is good, but it can be better. Chúc phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp, tại sao lại không nhỉ? Quay lại phần tóm tắt bài viết trên Spider Room, bạn tác giả có hỏi tại sao chúng ta cứ mãi chúc những người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung mà lại không phải là vui vẻ, khỏe mạnh, thành công, mạnh mẽ và tự tin. Chắc chắn rằng ai cũng muốn chúc phụ nữ tất cả những điều ấy, nhưng mà do để chúc hết thì dài quá. Người chúc và người nghe chẳng hơi đâu mà làm thế. Mình cho rằng có được sắc đẹp và sự trẻ trung thì người phụ nữ nào cũng vui cả. Chúc phụ nữ xinh đẹp và trẻ mãi cũng có thể coi là một cách chúc họ luôn vui vẻ mà. Ấy vậy sao lại chúc xinh đẹp và trẻ trung trước tiên mà lại không phải là những điều đã bỏ qua? Nhiều tiền có khi còn vui hơn, sao không chúc giàu có hay là thành công trước đi? Nếu bạn nghĩ thành công và sự giàu sang sẽ giúp cho một người phụ nữ hạnh phúc hơn so với việc sở hữu nét đẹp và sức trẻ thì hơi sai lầm. Giàu có cũng chắc chắn không phải là thứ giúp phụ nữ thấy tự tin 100% vào bản thân. Nếu điều ngược lại đúng, thì các spa, trung tâm thẩm mỹ chẳng phát triển tới như vậy. Mặc kệ xã hội có thay đổi thế nào đi chăng nữa, có đi tiến hay là thụt lùi so với cả hiện tại, thì cứ mùng 8 tháng 3 hàng năm, mình vẫn cứ chúc phái đẹp luôn xinh đẹp và trẻ trung. Được thấy nụ cười trên gương mặt họ khi ấy cũng vui mà, nhỉ? Tương tự như bài viết gốc, quan điểm của tác giả Minh SLW cũng nhận được không ít sự ủng hộ. Đặc biệt là user Sen Đá còn chia sẻ rằng cả hai bài viết của cả hai tác giả đều có những ý đúng, rằng việc làm đẹp là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và ai cũng cần và có quyền làm đẹp không kể phái nào. Sen Đá cũng bổ sung rằng, theo quan điểm trên thì em thấy việc chúc phụ nữ trẻ trung xinh đẹp không sai. Suy cho cùng, đó chỉ là lời chúc, đừng để nó ảnh hưởng đến mình quá, giống như là đừng để những tiêu chuẩn vô lý về sắc đẹp ảnh hưởng đến mình vậy. Và đây cũng là góc nhìn mà Spider Room ủng hộ nhất, góc nhìn của cả hai tác giả có thể cùng tồn tại thay vì triệt tiêu lẫn nhau. Một mặt chúng mình tin rằng bối cảnh xã hội có ảnh hưởng không nhỏ đến tư duy và hành động của mỗi con người. Nó có thể tạo điều kiện, có thể tôn vinh chúng ta, nhưng cũng có thể đẩy chúng ta xuống nhiều vực thẳm. Mặt khác, chính từ trải nghiệm đầy thăng trầm của Spider Room, chúng mình cũng tin rằng mỗi người nên ý thức được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và nên tập trung tối đa vào việc tối ưu hóa cuộc sống thay vì đổ lỗi cho ngoại cảnh. Lựa chọn nằm ở mỗi người mà thôi. Vậy còn các bạn thì sao? Đâu là quan điểm mà các bạn thấy phù hợp hơn? Hãy để lại chia sẻ ở phía bên dưới, thậm chí là trên website Spider Room nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya!